Hi, xin chào tất cả các bạn. Thì tình hình là ngày hôm qua là các bạn cũng đã biết mình chọn dọn ra cái phòng mới đó các bạn ạ. Thì sáng giờ mình chạy vòng vòng hết để mình lấy đồ rồi mình mua đồ. Giờ này là ở đây là nó giống như một cái bãi chiến trường vậy đó. Thì mình sẽ bắt đầu bắt tay vào mình dọn dẹp cho nó gọn gàng. Thì sắp tới sau khi mà ổn định hết rồi thì mình cũng đón gia đình mình ra đây ở với mình nha. Thì bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi video clip này. Và trước khi vào clip thì mình xin các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ để có động lực để mình làm những video tiếp theo nha các bạn. Hồi nãy là mình có đi mình mua được vô đây là ớt với tỏi nè các bạn ơi. Thấy vậy mà cũng rất là nhiều đó. Với mình mua một chai nước mắm với một cái thẩu nhựa này. Thì bây giờ mình sẽ lột tỏi và ớt để mình làm một cái thẩu tỏi ớt ngâm nước mắm nha các bạn. Bởi vì mình làm như vậy thì mình mới có thể là ăn được lâu dài mà mình không có sợ tỏi ớt nó hư. Mình quên các bạn ơi, xém nữa là mình lặt mấy cái cùi này ra rồi. Mình phải để cái cuốn của nó lại. Khi mà mình ngâm mắm á, thì nó sẽ lâu hơn. Còn nếu như mà mình lặt ra mà giống như vậy nè các bạn, là mình ngâm mắm là mắm nó thấm vào nó sẽ bị úng liền các bạn ơi. Rồi bây giờ là mình sẽ để ớt một bên, tỏi một bên, xong lát nữa ớt mình cũng phải rửa sạch sẽ rồi mình mới bắt đầu mình ngâm mắm nha các bạn. Thì các bạn ơi, sau một thời gian thì mình đã rửa sạch ớt ra nha các bạn nha. Nhìn nó rất là tươi luôn. Tỏi thì mình cũng đã lột sạch sẽ và mình rửa sạch sẽ. Bây giờ mình sẽ chờ cho tỏi và ớt khô một chút rồi mình sẽ tiến hành mình bỏ vào cái thẩu nhựa này nha các bạn. Mình đổ mắm vào để dành mình ăn. Các bạn ơi, sau một hồi thì mình cũng đã hoàn thành xong một cái thẩu tỏi ớt ngâm nước mắm. Rồi bây giờ xong xuôi hết rồi mình sẽ để dành mình ăn từ từ nha các bạn nha. Nãy giờ là làm một số công chuyện rồi các bạn ơi. Bây giờ các bạn thấy một bãi chiến trường tanh bành tới bẹ luôn. Bây giờ là muốn gọn á, là chỉ còn cách mình xách đồ lên trên gác. Rồi giờ hồi nãy mình nói các bạn á, sắp tới mình set up mình làm một cái phòng nhạc cho nó luôn. Bây giờ xách đồ lên trên gác để đỡ nha các bạn nha. Sẵn mời các bạn lên trên gác tham quan với mình luôn. Giờ này thì trên này cũng chưa có gì hết. Có điều cái gác nó rất là chắc chắn và rất đẹp các bạn ơi. Đồ đạc mình sẽ để trên này cho gọn. Đây các bạn thấy không? Mình tính là vài bữa mình mua dán ép á các bạn. Mình che lại từ đây. Che qua đây, nói chung là một cái phòng nhỏ này, che tạm thôi nhưng mà miễn sao cho nó cách âm là được các bạn. Rồi cái máy tính đồ đàn là mình để ngay đây. Mình làm như này, lỡ có bạn nào tới thu âm á thì lên đây thu. Nếu mà nó nóng thì sẽ bắt một cái máy lạnh nhỏ ở trên này. Nói các bạn thấy, hiện tại thì nó chưa có gì hết cho nên nó trống trơn à. Nhưng mà
rất là chắc chắn luôn, cái gác rất chắc, rất là lý tưởng để mình làm nhạc. Bây giờ tiếp tục là mình xách mấy cái nệm chổi, lấy cây chổi lên mình quét cho nó sạch. Đồ đạc mình sẽ để ở trên đó cho nó gọn các bạn ơi, ở dưới cho nó rộng rãi, lỡ bạn bè anh em rồi tới chơi rồi có chỗ rồi ngồi, hoặc là chỗ ngủ đồ đó, cho nó thoải mái nha. Thôi thì ngày hôm nay mình gửi tới tất cả các bạn cái ngày thứ hai hôm qua dọn tới đây rồi, hôm nay là ngày thứ hai thì mình ở cái phòng này mà chuẩn bị mình set up sau này ổn định hết rồi thì mình sẽ đón vợ con mình ra ở với mình luôn các bạn ơi. Tại bây giờ mình đã quyết định là mình muốn ra riêng, mình ở riêng. Ngày hôm qua giờ rất là nhiều bạn quan tâm, nhắn tin cho mình hỏi luôn, tưởng là gia đình mình có chuyện gì hoặc là như thế nào đó, nhưng mà không có nha các bạn. Tại bây giờ là mình muốn cuộc sống riêng tư, tự lập đó các bạn, cho nên mình mướn phòng sẵn có cái không gian để mình làm video hoặc là làm thu âm, âm nhạc đồ này nọ đó, chứ không có gì hết nha các bạn, đừng có lo nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip ngày hôm nay của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào video ngày mai. Các bạn thương mình thì nhớ để lại một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.